Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tập đoàn Sumitomo Nhật Bản về tiến độ dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3. Tại buổi làm việc với ông Yuchu Watanabe, quản lý bộ phận kinh doanh bảo hiểm, tiếp vận và hạ tầng, thay mặt lãnh đạo tập đoàn Sumitomo, cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã quan tâm hỗ trợ tập đoàn triển khai xây dựng và vận hành tốt khu công nghiệp Thăng Long 2. Đồng thời thông tin về tiến độ dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3 hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Dự án có vị trí thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào với diện tích trên 180 ha do công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Đánh giá cao mô hình và kết quả đầu tư bước đầu của tập đoàn tại dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. Tập đoàn thu hút nhiều hơn những doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trợ để đảm bảo môi trường sinh thái. Tỉnh Hưng Yên sẽ tạo điều kiện tốt nhất để dự án được triển khai thuận lợi, sớm đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Hưng Yên. Từ nay đến năm 2025 thì dự kiến là chúng tôi sẽ đầu tư 27.000 tỷ cho giao thông. Tỉnh Hưng Yên cũng đưa ra một cái kế hoạch về phát triển nhà ở cho người lao động, đặc biệt là những cái nơi mà có tập trung các doanh nghiệp, các khu công nghiệp. Cái nhu cầu người lao động có tay nghề trong thời gian tới sẽ tăng lên rất là mạnh. Chúng tôi cũng đang thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về việc phát triển các cái trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao. Đặc biệt hiện nay chúng tôi đang rất quan tâm và đẩy nhanh cái tiến độ việc thành lập một cái trung tâm đào tạo nghề của nhà đầu tư của Singapore với quy mô rất là lớn ở tại Hưng Yên để đáp ứng cho nhu cầu lao động có tay nghề cao. Diện tích đất công nghiệp cũng không còn nhiều, thế cho nên cái việc lựa chọn thu hút các doanh nghiệp vào khu công nghiệp Thăng Long 2 nên có sự lựa chọn đối với nhà đầu tư lớn. Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo cho cái môi trường sinh thái của Hưng Yên được giữ vững. Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, sau khi nghe đại diện tập đoàn Sumitomo, công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2, thông tin về tiến độ dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 3 và những ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng dự án, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời đề nghị tập đoàn sớm triển khai các thủ tục để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư công nghệ cao vào hoạt động tại khu công nghiệp.